chuẩn bị có một chiếc dù dù lượn chuẩn bị bay. Chạy chạy. Để xem nó chạy xa bao nhiêu. Anh ơi, một lần bay như này là bao nhiêu tiền anh? Hả? Một lần bay như này là bao nhiêu tiền anh? À, 1 người 500 và 2 người 800. 1 người 500, 2 người 800. Vâng. Dạ dạ. Đó, dù chuẩn bị về rồi. Để có thể có những chuyến dù lượn như này thì công tác hậu cần là cũng rất quan trọng nhé. Có một chiếc cano chuyên để kéo dù lượn này. Ngoài ra còn có một chiếc mô tô nước khác là sẽ chạy ra ngoài kia để nhặt dù đưa vào cho cái khách hàng tiếp theo. Rồi còn kéo lấy cái dây đó kéo về đây nữa là để nối với lại cái dù ở trong này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên like, comment và chia sẻ. Mình sẽ có thêm nhiều video hay nữa. Xin cảm ơn.